Những chiếc khẩu trang vải có họa tiết theo tay đã không còn xa lạ, nhưng những chiếc khẩu trang có họa tiết theo tay thú vị, bắt trend, hợp thời trang như thế này lại đang rất thu hút khách hàng trong thời gian vừa qua. Chị Nguyễn Thị Xuân Kiều, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, chính là người đã sáng tạo ra những chiếc khẩu trang đặc biệt bằng cách tự tay theo họa tiết lên. Từ lúc dịch từ tháng 3 thì mọi người bắt đầu cái khẩu trang y tế nó khan hiếm. Thì mình nghĩ là mình sẽ đầu tiên mình may khẩu trang để dùng rồi tặng bạn bè. Thì cái khẩu trang trơn nhìn nó đơn điệu, thì sau đó mình có nghĩ ra là mình sẽ trang trí những cái họa tiết hoa văn hay là lá hay là những cái câu mà mọi người yêu thích. Mình nghĩ ra là mình sẽ thêu những cái khẩu trang, một phần là để khuyến khích mọi người dùng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế, lúc đó nó đang rất là khan hiếm. Mình nhường cái khẩu trang y tế đó cho bệnh viện hay những cái chỗ mà cách ly tập trung này nè. Người phụ giúp chính trong công việc của chị Kiều là mẹ. Chị Kiều đảm nhận khâu vẽ và thêu họa tiết, còn mẹ chị sẽ giúp sức trong việc cắt vải, may khẩu trang. Đối tượng khách hàng của chị Kiều khá đa dạng, từ các bạn trẻ đến những người lớn tuổi. Nếu hoa lá là họa tiết phần lớn người lớn yêu thích trên khẩu trang, thì với các bạn trẻ tuổi lại chuộng những hình thù ngộ nghĩnh hoặc những câu nói trendy. Cái khẩu trang mà mình đang mang cũng là do chị Kiều làm nên, và mình thấy so với những khi mà nghĩ tới những cái khẩu trang vải thì mình nghĩ ngay tới những cái khẩu trang mà các bà các má làm, nhưng nó rất là xến xố. Nhưng mà khi mà biết đến cái khẩu trang của chị Kiều á, thì mình thấy khẩu trang này nó rất là dễ trông, đáng yêu và hợp với lứa tuổi của tụi mình. Trung bình một ngày, tùy theo đơn đặt hàng mà chị Kiều có thể thêu từ 10 đến 15 chiếc khẩu trang. Mỗi chiếc mất tầm 1 đến 3 tiếng, có khi cả ngày, tùy theo họa tiết. Sau khi sản phẩm hoàn thiện, chị đem giặt rồi ủi phẳng phiu mới đem giao cho khách hàng. Cái thông điệp mà mình muốn truyền tải ở đây qua cái việc là mình sẽ dùng khẩu trang vải thay cho khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế mình chỉ dùng một lần, nhưng mà cái đó nó cần cho những cái chỗ như là bệnh viện nè, những cái chỗ cách ly và những cái chỗ mà mình có thể dùng xong vứt không dùng lại được nữa. Khẩu trang vải mình giặt và dùng tái sử dụng được nhiều lần, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Đơn hàng của chị Kiều chủ yếu là đơn lẻ. Chị Kiều chia sẻ bản thân không thích bán sỉ, vì bán sỉ thì hàng tới tay người thật sự cần sẽ bị đội giá lên nhiều. Dù cả ngày có thể chỉ bán được 1 đến 2 chiếc khẩu trang, chị cũng vẫn thấy vui vì chị biết rằng mình đang giúp đỡ được rất nhiều người trong mùa dịch Covid này.